cả cuộc đời của họ 18 năm nay chỉ có cái sự nghiệp duy nhất là sự nghiệp cái tài sản này thôi. Cho nên Thảo nói với chồng Thảo là em nói cho anh biết là tại sao anh thua, là tại vì đối với anh đây chỉ là một cái tài sản cho con anh thôi, còn đối với người ta là mạng sống của người ta đó. Người ta đang chiến đấu gần bằng mạng sống của họ, cho nên mình không thắng được đâu. Đầu tiên cảm ơn Thảo vì đã nhận lời phỏng vấn của Sata trong chuyên mục Mom Talk kỳ này. Không biết cuộc sống của Thảo và gia đình nhỏ của mình hiện tại đang như thế nào? Thảo có thể chia sẻ với mọi người không? Đầu tiên là Thảo cảm ơn chương trình Mom Talk đã cho mình cái cơ hội đến đây nói chuyện trò chuyện với mọi người. Thì hiện giờ cuộc sống gia đình Thảo thì hầu như là Thảo cũng khá là công khai trên các phương tiện xã hội đúng không? Mọi người cũng có theo dõi thường xuyên. Mọi thứ nó gần như là hoàn hảo với mình. Nó gần như là cho mình thấy là mình cảm thấy rất là hài lòng. Mọi thứ hài lòng. Theo dõi cái hành trình xuyên suốt của Thảo từ lúc mà Thảo chưa kết hôn, rồi lúc mà Thảo mới hẹn hò với ông xã, và bây giờ đi qua một hành trình bao nhiêu năm rồi nhỉ? 8 năm rồi, vừa kỷ niệm 8 năm được mấy ngày đó. Gần một thập kỷ rồi đó. Ghê quá, nói gì. Trong hành trình gần 10 năm đó thì bản thân Thảo thấy mình đã thay đổi như thế nào? Thật ra thì bản chất thì mình vẫn như thế. Mình từ hồi lúc mà mình trẻ là Thảo luôn nghĩ là mình phải tìm một con người nào đó, một người chồng, một người bên cạnh mình đồng hành với mình, làm sao để họ chấp nhận được con người thật của mình, để mình có thoải mái như thế nào chăng nữa, mình có lười biếng như thế nào đi chăng nữa, mình có xấu tính như thế nào đi chăng nữa thì người ta vẫn chấp nhận được điều đó của mình. Cho nên là hầu như mình không thay đổi gì hết, mình vẫn như thế. Mình chỉ có trách nhiệm nhiều hơn một chút, tại vì bây giờ mình phải lo cho con nè, nghĩ cho chồng nè, mình không còn chỉ còn là nghĩ cho bản thân mình nữa, thì mình cảm thấy là mình có trách nhiệm hơn, mình có nhiều thứ phải lo lắng hơn. Mình già đi nữa. Nhưng mà tóm lại là Thảo thấy mỗi một cái giai đoạn của cuộc đời đó, mình sẽ phải trải qua như kiểu độc thân, mình sống kiểu độc thân. Nhưng mà khi mình tầm 30 đến 40, 50 tuổi thì mình phải sống kiểu có gia đình thì nó mới phù hợp đúng không? Chứ 40 tuổi độc thân hoài nó cũng không được. Xong rồi khoảng chừng 50, 60 tuổi thì mình lại sống về tuổi kiểu tuổi già, con cái nó lớn rồi, nó thoải mái hơn. Cho nên là mình đang thấy mình sống rất là đúng với cái quy trình của cuộc đời một con người. Không có vấn đề gì cả. Nó phải khó khăn hay là có vấn đề gì mà nó out khỏi cái kế hoạch của mình hết đó. Cái giai đoạn đầu khi mà Thảo với ông xã đến với nhau á, thì cũng có rất là nhiều những cái sự hoài nghi về cái lựa chọn của Thảo. Và đi đến ngày hôm nay thì chắc cái sự hoài nghi đó, đâu đó mọi người đã có được cái câu trả lời cho riêng mình vì sao ngày đó Thảo lại có cái lựa chọn như vậy. Ngày xưa lúc mà bắt đầu công khai là mình vừa đám hỏi với chồng mình xong, thì mỗi năm mình có thói quen là úp ồ năm thứ nhất, kỷ niệm năm thứ nhất nè, kỷ niệm năm thứ hai bên nhau nè, kỷ niệm năm thứ ba bên nhau nè. Thảo nhớ là tầm năm thứ năm vẫn có người vào nói là chắc bắt lên coi được bao lâu. Người ta cứ luôn nghĩ rằng là cái này hai người này không được lâu bền đâu, hai người này chắc chắn là kiểu gặp nhau thế thôi, chia tay bỏ nhau bây giờ. Hoặc là ngày xưa mình hay up những cái khoảnh khắc mà hạnh phúc hay vui vẻ của mình lên trên mạng xã hội. Chẳng hạn Thảo là người rất là thích chia sẻ cái hạnh phúc của mình, mà cái không may mắn Thảo không giao, không chia sẻ, Thảo giấu đi. Thảo nghĩ rằng cái gì tốt thì phải lan tỏa, còn cái gì không tốt thì đừng có kể lể, đừng có kêu gọi sự thương hại, hay đừng có kiểu như là tôi khổ lắm nè. Thảo không có làm chuyện đó, Thảo chỉ chia sẻ cái tốt thôi. Nhưng mà sẽ có rất là nhiều người hỏi và họ bảo là chưa biết được ngày nào đâu, được bao nhiêu ngày đâu. Đừng có vội mà tự hào quá, đừng có vội vàng mà khoe mẻ quá, như thế là hả, biết đâu ngày mai là ông đấy ông lấy vợ khác, ông bỏ ngay bây giờ, ông đá ra cửa bây giờ đó mà cứ khoe. Có rất nhiều người họ nhìn mọi thứ rất là tiêu cực. Xong rồi mình kiểu ô để coi rồi thì lúc nào bỏ thì biết thôi, sao giờ mình cũng không thể nói là Thảo với chồng mình sẽ ở bên cạnh nhau và yêu thương nhau thì 100 năm nữa, chuyện đó là chuyện không thể. Thảo với chồng Thảo có thể ở bên cạnh nhau 20 năm nữa chưa chắc. Bản thân tôi cũng không biết tôi ở với chồng tôi bao nhiêu năm nữa, làm sao mà tôi có thể chắc chắn được. Nhưng mà được lúc nào hay lúc đó đúng không, mình sống mỗi ngày cho mỗi ngày, mình phải quý trọng từng giây từng phút một, cho nên mình sẽ không nghĩ về tương lai, mình không chắc chắn. Nhưng mà những cái người đó tầm khoảng năm thứ 6, năm thứ 7 không thấy mấy người xuất hiện rồi. Tới vừa rồi là khoảng tuần trước là mình up lên là 8 năm bên nhau rồi nè. Wow, thì hầu như là không còn ai đó có thể nói cái câu là ừ để chóng mắt lên coi hàng ngày được bao lâu. Ừ nhìn thấy hết thôi chứ bỏ ngay bây giờ, xấu già xấu đó bỏ bây giờ. Ủa tôi mập nhất luôn á, tôi 86kg vai bỏ từ đâu. Cho nên là mọi thứ đã chứng minh cho mọi người thấy mà, thật sự thì mình đến với nhau nó không phải là kiểu đến vì ngoại hình, đến vì một cô người mẫu, hay đến vì thích nhau nhất thời hay gì đó. Mình chọn một người rất là chính xác đó. Cho nên là mình nghĩ mình với chồng mình có thể đi được xa hơn nữa. Còn bao lâu thì chưa biết. Có thể thấy những cái sự ghi nhận tán thưởng về những cái điều hạnh phúc mà Thảo có được trong thời điểm này á, nó không phải là cái chuyện ngẫu nhiên đâu. Nó là một quá trình đó. Và nếu mà cái người nào khéo quan sát sẽ thấy được là cái sự nhất quán và vững vàng của Thảo trong cái lựa chọn của cá nhân. Host cảm thấy là Thảo có một cái sự tự tin rất là lớn về cái lựa chọn của mình, cũng như cái hành trình từ lúc yêu đến lúc cưới và đến tận thời điểm hiện tại.
Thảo nghĩ là Hoss nói đúng đó, tại vì khi mà mình gặp cho ông xã mình lần đầu tiên tới tận giờ phút này thì cái mục đích duy nhất của mình nó chưa bao giờ thay đổi hết, là mình đang đi tìm một người ông, một người bố tốt cho con của mình. Hồi lúc mà mình 29, 28 tuổi mình nghĩ đến, bắt đầu nghĩ đến chuyện là mình phải lập gia đình, phải có con thì phải có bố của con đúng không? Thì mình đã nghĩ rằng là chồng mình thay được, bố con mình không đổi được. Cho nên là cái tiêu chí mà chọn người đàn ông để mình cùng xây dựng gia đình với họ là gì? Là họ phải là người bố tốt. Còn cái chuyện họ làm chồng tốt hay không tính sao? Đó, tới tận bây giờ họ nghĩ là họ không có sai lầm. Đôi khi mình cũng bực mình chồng mình cái này và cái kia không vừa ý mình. Nhưng mà nhìn thấy ảnh là một người bố hoàn hảo dành cho đứa con của mình là xong, là đủ rồi. Chứ Thảo cũng nói với ông xã Thảo là em nghĩ là chồng á với vợ đó thay liên tục là chuyện bình thường, cái đó không có vấn đề gì trên cuộc đời này hết á. Người ta không thể nào yêu nhau ngàn năm vạn năm mười kiếp được đó. Thời gian nó thay đổi, xã hội thay đổi, không gian thay đổi thì tính cách con người cũng thay đổi. Làm sao chúng ta có thể đi cùng với nhau và hiểu nhau từng giờ từng phút suốt đời được? Chuyện nói chuyện không thể. Mình chỉ cố gắng để hiểu nhau, cố gắng để sửa cho nó hợp nhau thôi. Còn về chuyện con cái đó là mình không bao giờ từ chối bỏ được con cái của mình, mà con cái của mình nó cũng không được quyền lựa chọn ba mẹ của nó nữa. Cho nên là Thảo chọn chính cái tiêu chí đó. Rồi sau đó đem chồng về nhà thì bắt đầu tìm hiểu dần dần, chỉnh sửa dần dần, làm sao cả hai phù hợp với nhau dần dần. Đó, và cái quan trọng nhất là phải luôn thực thà với nhau, phải luôn thật. Phải luôn nói thật hết tất cả những gì. Chồng Thảo với Thảo có một cái quy định là bất cứ điều gì cũng phải nói thật với nhau hết. Thảo chưa bao giờ có cái gì mà nói dối. Ví dụ như những cái chuyện mà Thảo không muốn nói thì Thảo sẽ cảm là em không muốn nói, nhắc cái chuyện nói nữa. Hoặc là những cái chuyện mà anh cảm thấy anh không muốn chia sẻ, không muốn nói, những cái chuyện quá khứ chẳng hạn đi, thì Thảo sẽ không hỏi. Hoặc là anh bảo rằng là cái chuyện đấy hả, nó cũng qua lâu rồi, cũng chẳng có phải làm gì, thì thôi mình tôn trọng. Chứ mình không có đào bới mơi móc, mình không có nghi ngờ. Mình tin chắc một điều rằng là có thể rằng anh ấy sau này anh ấy gặp ai đó tốt hơn mình hay chăng nữa, nhưng mà thời điểm hiện tại mình là tốt nhất rồi. Mình rất là tự tin, và mình cũng tự tin rằng là ông bận lắm, giữ con có thời gian đi gặp người khác. Cho nên là cái niềm tin của gia đình Thảo nó lớn lắm. Gia đình Thảo có một niềm tin vững vàng với nhau, vì vậy mình nó hạnh phúc. Có thể là không phải là với mối quan hệ hôn nhân với chồng mình không đâu, mà cái nhân sinh quan, cái cách sống này của Thảo nó áp dụng trong tất cả những cái mối quan hệ đời sống khác. Có nghĩa là mình tận hưởng những cái mối nhân duyên nó đến và đi trong đời mình. Mình tận hưởng những cái niềm hạnh phúc nếu nó xảy ra, nhưng mà mình không bị dính mắc vào nó. Và khi mình gặp một cái người nào đấy, mình cho đi một cái điều gì đấy, không phải để mình mưu cầu để nhận lại một cái điều tương xứng về vật chất hay những cái thang giá trị mà những cái người ngoài thường thường người ta sẽ đeo đuổi, mà ở Thảo, Thảo đeo đuổi một cái khác. Và cái kim chỉ nam đó rất là quan trọng, nó hình thành từng cái bước mình đi, từng cái suy nghĩ và từng cái hành động, những cái lựa chọn của mình trong cuộc sống. Giống như hồi nãy Thảo có chia sẻ về cái việc mà tại sao Thảo quyết định lựa chọn ông xã mình, không phải là để thỏa mãn cái việc tìm kiếm một cái người chồng tốt yêu mình thiên trường địa cũ, mà đơn thuần vì người đàn ông đó có những gạch đầu dòng mà Thảo tin rằng cái tiềm năng trở thành người cha tốt của anh ta rất là cao. Thì mỗi khi mình lựa chọn mình phải có những cái tiêu chí nhất định đúng không? Thì tiêu chí xây dựng gia đình của mình lại không phải là một người chồng đẹp trai, hoàn hảo, ga lăng, yêu vợ, chăm sóc vợ hay gì đó. Tiêu chí xây dựng gia đình của mình lại là một cái người bố hoàn hảo cho con của mình. Tại vì mình nghĩ là mình sẽ sinh con, mình sẽ cho con mình một cuộc sống tuyệt vời như thế nào, một người bố yêu như thế nào đó, thì tiêu chí của mọi người sẽ lựa chọn. Giống như mọi người sẽ chọn là thích những cái người chồng đẹp trai chẳng hạn. Nhưng mà mình thích người phải có đầu óc, không cần đẹp trai. Đàn ông không cần đẹp, đàn ông chỉ cần giỏi, chỉ cần làm cho mình ngưỡng mộ là được rồi, đẹp để mình đẹp. Đẹp để cho vợ đẹp, cho chồng không cần đẹp. Mình hay nói đùa như thế. Cho nên là cái tiêu chí của mọi người khác nhau. Giống như cái tiêu chí của những mối quan hệ bình thường như bạn bè chẳng hạn. Đối với Thảo thì cái tiêu chí đơn giản nhất là khi mình gặp cái người đó mình phải cảm thấy thoải mái. Mình không thể nào gặp một cái người mà mình phải suy nghĩ tính toán coi là mình làm cái gì, mình nói cái gì để được cái gì. Nó mệt lắm. Để mất thời gian suy nghĩ tính toán hay lập kế hoạch kiểu đó thì thôi, mình dùng cái sức đó mình tự làm cái việc khác cho rồi đi. Mình tự mình làm những công việc khác để mình đạt được những cái thứ mình mong muốn. Còn hơn là mình phải dùng cái sự quan hệ, cái nói chuyện, cái kiểu như thế rất là mệt mỏi. Cho nên là thì cái tiêu chí và mục đích sống của mọi người khác nhau. Cho nên là mình khá là nuông chiều bản thân, với là có xu hướng sống một mình, mà mình chỉ nghĩ là mình thích cái gì, mình muốn cái gì, mình đạt cái gì, mục tiêu của mình là gì mình làm rồi. Chứ mình không quan tâm chung quanh mọi người sống như thế nào lắm, hơi cái đó hơi sai một chút. Hoss là nghĩ là cái đó là hoàn toàn đúng, tại vì chỉ có cái người mà thực sự biết mình thì mới có thể dành tình yêu, sự quan tâm, cái sự cho đi một cách đúng đắn thôi. Giống như mọi người hay bảo là đi từ thiện nhá hả, đi cho từ thiện để đi nhận được phước báo, hay là gọi là hồi hướng, hay cái từ mọi người hay dùng là hồi hướng đúng không?
Thảo nghĩ rằng không có nhu cầu hồi hướng đâu, tại vì mình khi mà mình hành động, mình đưa cái cầm cái tay mình tặng qua vậy nè, là cái cảm xúc nó vui vẻ là mình đã nhận xong rồi. Còn sau này cái người được mình giúp đỡ đó, họ muốn giúp gì đó, họ muốn trả hồi hướng gì đó thì trả cho người khác nữa. Nó mới lan dần dần ra. Mình gift cho người này, người này gift cho những người khác, nó mới lan rộng ra. Chứ không thể nào mình gift cho người này gift tất cả cho mình cái nó xong. Cái mối quan hệ nó tù túng quá. À, cho nên là họ nghĩ rằng là cái sự chia sẻ, sự cho đi đó là do mình thấy thoải mái, mình happy là được. Còn cái chuyện sau đó thì chuyện người ta. Ông xã mình rất là tức giận về những cái lúc mà mình đi ngoài đường ấy. Cái mình hay thấy mấy trẻ con hay người ngồi ngoài đường, mình ít tiền cũng có sao đâu, vô thưởng vô phạt. Ông lại bảo là làm như thế là kiểu như là tạo cơ hội cho những cái đứa chăn dắt, nó sẽ kiếm nhiều đứa trẻ con hơn, nó mở cái hệ thống bự hơn để nó làm được việc thất to hơn. Thì tao nghĩ rằng là cái việc lớn là để đàn ông hay là anh đó, anh là người làm việc lớn anh làm, còn em là người làm việc nhỏ. Thì em chỉ hiểu được rằng là ồ, hôm nay nó về nhà nó không có tiền thì người ta sẽ bị đánh. Nó có mấy chục ngày nó mang về nó được ăn cơm, em chỉ lo được hôm nay với ngày mai của nó thôi. Còn cái tương lai làm sao để nó giải thoát khỏi chuyện đó, làm sao để cái hệ thống chăn dắt nó dừng lại, làm sao để giải phá hủy nó, thì đó là chuyện lớn rồi, chuyện lớn tính sao. Em là người nhỏ chỉ là lúc này thôi, cho nên là tư tưởng cũng khác biệt mà, thì mình cứ nói chuyện với nhau, mỗi người một tư tưởng, ai thấy mình đúng là được rồi, đúng là được. Có người thì tham danh vọng, có người thì tham vật chất, tham phước báo cũng là một loại tham đó, đúng đúng không? Đúng rồi. Nên là sợi xích vàng hay sợi xích sắt thì cũng là sợi xích thôi. Cái việc mà mình cho đi hay mình lựa chọn mình vì ai đó làm cái điều gì đấy, đơn giản vì mình không thể không làm, chứ không phải là vì mình mưu cầu cái sự làm đó của mình để nhận được một cái kết quả, một cái sự trả ơn tương xứng. Không có trả đâu, không cần chờ. Có thể là cái tiêu chí cũng như cái nhân sinh quan sống của Thảo nó rất là mạch lạc. Và cái sự đúng đắn mà Thảo nhận thức được trong tư duy của mình đó, nó làm cho Thảo hung đúc lên một cái sự tự tin. Mà nó chính là cái tấm khiên á, rất là vững vàng để che chở cho Thảo. Sự chênh lệch về vật chất có thể thấy rất là rõ là giữa Thảo với ông xã. Rồi cái sự khác biệt nhau về độ tuổi nè, trình độ nè, trải nghiệm cá nhân nữa, nhưng mà luôn thấy ở Thảo có một cái sự rất là vững vàng, rất là tự tin trước những cái điều mình phát ngôn, những cái hành động của mình. Trong cái quá trình hai người chung sống để đi đến cái sự hòa hợp ngày hôm nay á, cái giai đoạn đầu á, có khi nào mà có những cái mâu thuẫn về cái cách nhìn vấn đề nó khác biệt mà khiến cho Thảo và đối phương tranh cãi kịch liệt không? Thật ra thì Thảo với ông xã Thảo khác dữ lắm, khác lắm, khác hầu như là 90% chẳng hạn, khác về mọi thứ. Tất nhiên rồi, một cái người họ sống ở một cái thời đại khác mình mình khác nữa, rồi học hành cũng kiểu khác nhau. Một người học ở nước ngoài chẳng hạn, người Việt Nam cái suy nghĩ đó khác đúng không, rồi khác nhiều thứ lắm. Tới tận bây giờ vẫn khác mà, tới tận bây giờ khi có một cái vấn đề cần bàn bạc hay là có cái việc gì đó xảy ra, kể cái chuyện học của con thôi, thì cũng khác nhau. Nhưng mà mình luôn cố gắng là mỗi người nhượng nữa, mỗi người nhượng chút. Tất nhiên là Thảo với chồng Thảo thì không có cãi nhau, chưa bao giờ cãi nhau. Nhưng mà sẽ có những lúc kiểu không có hài lòng, không có vừa ý, thì mình sẽ im lặng, mình không có trả lời, xong mình sẽ suy nghĩ. Có những lúc mình sẽ tự hỏi là ồ, rồi cái này là đúng hay là sai, mình đang đúng hay mình đang sai đây. Mình sẽ cố gắng nghĩ rằng là mình sai chỗ nào, tại vì lúc đầu mình cũng đúng hết trơn á. Một vài năm đầu tiên thì Thảo luôn nghĩ là Thảo đúng 100%, chắc chắn Thảo đúng. Phải tìm được tại sao mà nó anh sai ở đâu, phải tìm được cái cách giải quyết cái vấn đề này. Nhưng mà sau này tao sẽ nghĩ rằng chắc chắn là mình đúng, nhưng mà mình cũng phải suy nghĩ lại coi mình sai chỗ nào không, mình có khúc nào đó mình bị lost control không, mình bị mất kiểm soát, là mình không có tính toán được cái đó không, thì mình sai chỗ nào để mình hiểu được rằng mình phải đổi thay đổi như làm sao. Cuối cùng là cái gì, lúc cùng là chồng Thảo là người chiều chuộng Thảo nhiều hơn đó. Ảnh vất vả hơn, ảnh thiệt thòi hơn. Tại vì mình vẫn còn cái tính là mình quá tin tưởng vào những gì mình suy nghĩ và mình quyết định á. Mình cũng là một con người mà từ nhỏ đến lớn nó tự quyết định mọi thứ, tự học được mọi thứ, tự chọn được chọn mọi thứ. Khi mà hồi nhỏ mình ra đường sớm, mình đi làm sớm đúng không, mọi thứ nó bày trước mắt vậy nè, mình phải tự chọn, chọn con đường nào để mình đi. Thì mình luôn chọn con đường mà mình cảm thấy mình không có cảm thấy xấu hổ, không hối hận, không sai lầm. Đến tận thời điểm này thì tại sao mình lại không đúng? Đó là cái suy nghĩ rất là sai của Thảo. Thảo biết Thảo sai nha, nhưng mà khi mà cãi nhau với chồng Thảo không nhớ được đâu. Xong rồi sau đó Thảo sẽ nghĩ rằng chết rồi, tại sao mình không phải là một người phụ nữ bình thường được, tại sao mình không có xuống giọng được một chút, tại sao mình không có nhịn chút xíu, tại sao mình không có để cho dễ bị ăn hiếp chút xíu những người phụ nữ khác, mà mình lại phải giữ như vậy, là mình lại phải gồng như thế. Mình tội nghiệp ổng quá. Tội nghiệp. Nhưng mà mình nghĩ những gì thôi, chứ thật sự khi có chuyện thì Thảo vẫn ăn hiếp chồng Thảo dữ lắm. Nhưng mà chắc anh cũng cam tâm tình nguyện cho Thảo ăn hiếp đó. Anh cũng tức chứ, Thảo thấy anh cũng bực mình lắm, ông cũng giận lắm, ông không làm gì được thôi.
Đây có thể thấy là cái việc mà đối mặt với đối phương để có thể dung hòa, để kê cho bằng những cái khác biệt á, cũng là một cái thử thách rồi. Đằng này Thảo còn phải đối diện thêm một cái điều nữa mà Hoss nghĩ cũng là một gánh nặng rất là lớn đối với bất kỳ một cặp đôi nào, chính là quá khứ của chồng mình. À, đúng rồi, nhưng mà tại vì cái sự tự tin của Thảo một cách quá đáng và hơi sai lầm, cho nên là Thảo nói là Thảo chưa bao giờ hỏi về quá khứ của anh, đã tới tận khoảng chừng mấy 2 năm nay không hỏi luôn. Cái gì mà cần biết nha, cái gì mà cần biết hoặc cái gì mà biết được rồi là toàn là nhờ báo chí nè, nhờ bạn bè nè, hoặc là nhờ ai đó túm đầu lại người ta kể cho nghe thôi. Chứ thật sự mà để hai vợ chồng ngồi xuống đối diện nhau hỏi một câu là anh ơi chuyện ngày xưa như thế nào là chưa bao giờ hỏi, không có nhu cầu hỏi, không cần hỏi. Thảo nghĩ là thỉnh thoảng ông cũng sẽ đặt cho hỏi là tại sao Thảo nó không hỏi mình cái gì hết vậy, tại sao không buồn quan tâm không thèm hỏi gì vậy đó. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ trách, anh nói là ví dụ như lúc mà Thảo cưới anh được 4 năm rồi, anh sẽ nói là em 4 năm nay cái phòng đó em còn không thèm bước vô thì làm sao em quan tâm cái gì, cái phòng mà cái phòng anh để giấy tờ hay là làm việc của anh, Thảo bước không bước chân vào, nó không liên quan đến cuộc đời tôi không bước vào. Kiểu như thế. Ngày xưa Thảo sai lầm, Thảo nghĩ là chuyện riêng, chuyện quá khứ của anh mình không có nhúng tay vào, mình không có liên quan. Đến thời điểm hiện tại Thảo lại nghĩ là quá sai trái đi. Tại vì dù gì chăng nữa thì cuộc đời này mình đã gắn liền với ảnh rồi, và trong tương lai mình sẽ vào ở với ảnh đó, thì phải giải quyết tất cả những thứ liên quan đến ảnh để nó không ảnh hưởng tới mình. Nếu mà nó chỉ ảnh hưởng tới một mình ông xã Thảo thôi thì nó quá tốt, nhưng mà không, nó sẽ ảnh hưởng tới gia đình, ảnh hưởng tới con Thảo, nó mất thời gian của cả hai, nó ảnh hưởng đến tinh thần của ảnh, nó ảnh hưởng tới cái cảm xúc của ảnh, cái cảm xúc và cái cách để anh nhận hạnh phúc luôn. Cho nên là tới khúc Thảo thấy nó phiền quá thì Thảo bắt đầu mới hỏi là mới đây thôi à, thì mới hỏi là tại sao, chuyện gì, rồi cái timeline sao, năm nào cái gì, tháng nào cái gì, kéo xuống lúc đó Thảo mới biết luôn á. Thảo có nghĩ là cái giai đoạn đầu tiên á, khi mà Thảo đưa ra cái lựa chọn là mình tôn trọng cái quá khứ đó, mình không muốn bước chân, thậm chí là không đặt bất kỳ một câu hỏi nào dành cho đối phương á, thật sự phía sau nó là tiềm ẩn một cái lý do đó về mặt tâm lý. Có nghĩa là không biết là người bên cạnh Thảo có ai từng nói hay đặt câu hỏi cho Thảo về vấn đề này không? Tại vì như Thảo nói là Thảo cũng đã ra đời từ rất là sớm và mình đã có những cái trải nghiệm nhất định trong cái việc chọn lựa những cái gì đúng, những cái gì phù hợp cho mình. Tiềm ẩn sâu bên trong tâm lý của Thảo là một cái tôi. Cái giá trị, cái tự tôn của bản thân mình á, nó giống như một cái phản xạ có điều kiện vậy đó. Mình sẽ bật lên một cái cơ chế, mình sẽ không hành xử, không làm những cái điều mà trong cái giới hạn tự thân của mình, những cái người bình thường người ta sẽ luôn làm, nhưng mà Thảo sẽ không làm. Đúng, mình không làm. Và cái đó nó không phải là một cái sự bốc đồng đâu. Không làm nó dựa trên một cái sự suy xét qua một cái màn lọc rồi. Làm để được gì và không làm để được gì. Nếu như mình lựa chọn mình làm cái điều đấy để thỏa mãn cái cảm xúc tò mò chắc chắn phải có. Rất là muốn biết lý do, nhưng cuối cùng để được gì? Và mình có giải quyết hay là mình có thể tạo dựng một cái sự khác biệt gì khi mình biết hay không? Đúng câu rồi. Trả lời là không. Mình phải nghĩ về giá trị của cái việc hành động mà mình sẽ phải làm. Ngược lại, ở cái mặt bên kia, nếu mình không đặt câu hỏi, nếu mình không bước vào cái vùng quá khứ đó, thì cái phản ứng của những người liên quan hoặc của chính bản thân mình, những cái gì mình nhận được trong cái lựa chọn đó, nó là gì? Thì rõ ràng cái option thứ hai giống như Thảo chọn thì nó sẽ ok hơn. Thứ nhất là mình bảo toàn được cái cảm xúc của mình trong cái giai đoạn đầu tiên khi hai người mới đến với nhau. Nói là mình yêu nhau, mình kết hôn với nhau, mình là vợ chồng. Nhưng mà bản chất cái sự kết nối của hai người trong cái giai đoạn đó nó không thể nào so sánh với thời điểm này được. Hai người đều cần một cái khoảng không để cả hai cùng nỗ lực lấp đầy, để tăng dần cái sự gắn kết đó một cách mật thiết. Nên là cái khoảng không đó nó rất là quan trọng để cho Thảo và cả ông xã Thảo cố gắng từng ngày cho nhau những cái điều đấy. Tại sao bây giờ lại thay đổi? Dễ hiểu thôi. Thì cái sự gắn bó của hai người đã lên một cái level đó rất là khác rồi. Ông xã của Thảo đã hiểu rất là rõ Thảo là ai mà không cần bất kỳ một cái ngôn từ diễn giải nào nữa. Bản thân Thảo cũng vậy. Thảo cảm thấy là tâm tư, tình cảm, những cái lắc cắt lóe lên trong suy nghĩ trong tâm não của ông xã. Ông xã cũng sẵn sàng chia sẻ với Thảo. Và cái sự gắn kết đó thông qua việc là hai người có một đứa con chung rất là đáng yêu thì làm cho Thảo cảm thấy là cái sự an toàn á. Và mình không cần phải nghĩ nhiều về cái gì nữa, mình chỉ muốn là giúp cái người này, và muốn giúp thì phải như thế nào? Phải có đủ thông tin thì mới giúp được chứ. Phải bước vào. Và Hoss nghĩ là thông qua cái buổi phỏng vấn này, mọi người, nhất là những các khán giả mà yêu thương Thảo, quan tâm đến câu chuyện của gia đình Thảo, tự bản thân mọi người sẽ có câu trả lời cho việc Thảo xuất hiện tại phiên tòa vừa qua.
Đúng rồi, mọi người sẽ hay bảo là chẳng phải chỗ của em đến nên đến, kể cả những cái người mà người ta thường thường người ta cũng là thương mình đó, người ta khá là thương mình đó, người ta khá là tin tưởng mình đó, mà họ cũng nói một câu là đó không phải chỗ để em đến đâu, em đừng đến, em đừng tham gia vào, em không nên dính vào cái việc này đâu, việc này việc của chồng em đừng dính vào. Ngày xưa em cũng nghĩ y chang vậy đó, thật sự 4 năm trước em nghĩ y chang như vậy luôn, em thật sự là nghĩ là không phải việc của em, không quan tâm, không dính vào em, tức là bây giờ em thấy em rất là ích kỷ. Cái thời điểm đó em để chồng em một mình chống chọi với mọi thứ, để một mình anh tự tự chống chọi với tất cả những thứ vấn đề trong cuộc đời của anh. Và em không, em cho là cái sự là sự cao cả hay là sự tôn trọng hay là cái gì hoa mỹ, mình hay dùng từ để mình nói là mình cho người ta khoảng không riêng tư đó, nhưng bây giờ em lại nghĩ rằng em quá ích kỷ luôn, em không có giúp đỡ được gì hết, em không có chia sẻ được gì hết. Và quan trọng là em là người khả năng chiến đấu, mà không chiến đấu em để cho một người không có khả năng chiến đấu phải chịu trận là không có được đó. Cho nên là bây giờ khi mà em bước chân ra, em thay mặt em đi chiến đấu đó, thì chồng em phải đứng sau lưng thôi. Tại vì sao, ảnh á, ảnh hiền dữ lắm, rồi ảnh cũng không có hiểu lớn vấn đề ở Việt Nam nhiều, rồi đi ra tòa ai hỏi cái gì em cũng hỏi lại hết trơn, nhức đầu lắm. Vợ ông nói chuyện đây còn hỏi lại 3 lần cũng không hiểu nói cái gì. Anh khá là tại cái chuyện mà nghe hiểu mình nè đó. Thêm một cái nữa là có những lúc á mình phải lạnh đúng không, nhưng mà chồng Thảo là một người rất là ấm áp và nồng nồng ấm luôn. Thì thôi để em làm cho. Đúng là có những cái nếu mà người trong cuộc không nói ra, người ngoài nhìn vào qua cái màn lọc của người ta thì người ta rất là khó để hình dung cái lý do thật sự phía sau. Riêng Hoss á, khi mà thấy cái hình ảnh Thảo xuất hiện tại tòa cũng như những cái phản hồi, những cái comment của mọi người xung quanh về cái sự xuất hiện của Thảo á, Hoss luôn nghĩ là chắc chắn là phía sau phải có một cái lý do gì đó đủ lớn, đủ mạnh để Thảo phải bước ra như vậy. Cái khoảnh khắc ở phiên tòa nó diễn ra khi mà mình lần đầu tiên mình đối diện trực tiếp với quá khứ của chồng, với con người trong quá khứ của chồng. Nó là quá khứ thôi, nhưng mà cái quá khứ đó nó luôn song hành với hiện tại của cuộc sống gia đình Thảo, dù có muốn hay không muốn chấp nhận cái điều đấy thì nó vẫn là một cái mảng màu luôn song hành trong cuộc hôn nhân của Thảo từ lúc bắt đầu đến thời điểm này. Thảo cảm thấy gì? Thật ra là lâu lắm rồi Thảo không thấy Thảo sai đâu, lâu lắm rồi mình không thấy mình sai cái gì hết á, mình tự tin tới mức độ đó luôn á. Nhưng mà cái hôm mà mình ra tòa ngày đầu tiên á, mình tự thấy mình sai, mình sai vì mình đã bỏ chồng mình một mình sai vì mình đã ra trễ quá. Sai nó ta có hối hận. Nó hối hận vì là lẽ là phải làm sớm hơn á. Chứ thật ra bây giờ mà ai nói cái gì đó mà kêu dừng ra rồi kệ ông đi, đừng có lo cho ông nữa, không có. Cái này ông nói với chồng bao giờ, nói với một người bạn là trời cuộc đời phải 10 năm nay không có thấy hối hận chứ không có thấy mình sai. Mà từ hôm đó thấy mình sai mình hối hận quá chừng luôn. Xong rồi mình phải suy nghĩ coi giờ mình làm cái gì giờ để còn kịp cứu vãn được cái vấn đề mà mình bao nhiêu năm nay mình đã như thế không, còn kịp không, làm gì bây giờ. Lúc đó mới lao vào mà cũng muộn lắm rồi, muộn quá là muộn rồi. Thì Thảo có nói với ông xã là muộn quá rồi thì coi như cố được nhiều cố bấy nhiêu thôi, cho nên nhưng mà em chắc chắn là em không có giúp được gì nhiều đâu, anh chuẩn bị tinh thần đi, anh chuẩn bị tinh thần là con anh nó sẽ không có nhận cha đâu chẳng hạn, tại vì nếu mà anh thua thì chắc chắn là con anh sẽ không biết anh là ba của nó đâu, nó đâu biết. Thì chắc chắn là em chung tinh thần trên đời chỉ có con cầu thôi, không có ai được đâu. Mình cũng nói trước cho anh biết vậy đó, chứ anh cũng lớn tuổi rồi sợ anh sốc. Có nghĩa là những cái giọt nước mắt Thảo rơi, Hoss nghĩ là vì cái tình thương, vì mình hiểu á, mình hiểu những cái gì mà chồng mình trải qua thông qua những cái khoảnh khắc dấn thân thật sự của mình trong thời gian này á, thì cái sự hiểu đó nó lại tăng trưởng theo cấp số nhân nữa. Một cái điều mà 4 năm qua trong cái hành trình trước đó mình nghĩ là anh cứ thoải mái để anh tự do anh giải quyết cái vấn đề của Như thế, mình, anh thích như thế. và mình cũng đang là có một cái vị thế rất là cao cả trong cái việc là để cho cái người đàn ông tự giải quyết cái vấn đề. Nhưng mà khi mình ra mặt rồi đúng không, mình dấn thân vô câu chuyện này rồi thì mình mới thấu hiểu được mình đã để cho chồng mình một mình không biết bao nhiêu ngày, không biết bao nhiêu đêm để trằn trọc suy tư về tất cả những cái nỗi khổ tâm vì cái lòng tin và cái tình yêu mà đã trao tặng trong một cái thời điểm của quá khứ mà nó dẫn đến một câu chuyện rất là dài ngày hôm nay. Mà quan trọng nữa là ông đó là dù bây giờ có bị lừa 10 lần thì ông vẫn tin người như thế. Cái cách mà anh gặp Thảo, xong rồi ông tin Thảo, rồi ông đưa hết mọi thứ Thảo y chang không khác gì. Thì cuộc đời anh là sinh ra chắc chắn là để bị lừa. May là em không có nhu cầu lừa hay làm biếng đi lừa thôi, chứ em mà lừa cũng xong rồi. Kiểu thế là mình sẽ nghĩ là trời chán đời quá đi cái ông này.
anh sẽ không thay đổi. Nhưng mà Thảo biết không, nhìn ở bề mặt á, thì có thể là muộn, có thể là mất. Nhưng mà riêng với cá nhân Hot á, thì đến thời điểm này anh An anh cũng được rất là nhiều. Dù cái phiên tòa này hoặc cái kết quả của cái sự việc này nó có đi đến đâu đi chăng nữa, thì anh An anh vẫn là cái người được. Anh được cái gì? Anh được một cái sự tin yêu tuyệt đối của một người vợ, một người phụ nữ trong cuộc đời này, với tất cả những cái nỗ lực của anh mà anh đã cho đi. Đâu phải chỉ có Thảo, còn bồ câu nữa. Đúng thì rồi. Anh đâu có mất đâu. Giá trị sự thật á, nó sẽ luôn là chân lý. Nó có thể bị dịch chuyển, nó có thể bị hiểu sai trong một thời kỳ, trong một giai đoạn. Nhưng mà nếu là những cái giá trị chân thật á, thì dù dòng chảy thời gian hoặc là cái sự tác động của con người như thế nào đi chăng nữa, thì sự thật nó chỉ có một thôi. Mình cũng gọi, mình hay gọi đó gọi là gì, nhân quả hả, cái quả sẽ về hả, là cuối cùng cái gì tốt đẹp sẽ là tốt đẹp thôi, cái gì đúng nó phải đúng, cái gì sai rồi mọi người sẽ biết nó sai. Nhưng mà thỉnh thoảng cái tính của mình thì cũng kiểu nóng tính, sao mình không muốn chờ. Mình không có muốn im lặng ngồi xuống chờ đợi cái ngày đó đến, mình không muốn kiểu vậy. Mình muốn mình sẽ tự giải quyết trước. Mọi người hay bảo là cầu nguyện ông trời, cầu nguyện được giúp đỡ, xin hãy thương xót cho con, phù hộ cho con chẳng hạn. Thảo luôn nghĩ nè, tại sao phải đi chùa xin phù hộ, tự làm trước đi. Chừng nào mà làm không thể được nữa, chừng nào mà nằm xuống rồi không thể nhúc nhích được nữa, thì đúng là được quý quyền xin. Tại vì sao, cuộc đời này 1 triệu người, làm sao mà ông chồng giúp hết được, làm sao mà thần thánh giúp hết được, người ta bận lắm, cũng phải cho người ta nghỉ ngơi chứ, cái gì cũng xin sao được, tự làm đi. Và cái sự quyết tâm, cái sự dấn thân này của Thảo chắc hẳn cũng làm cho ông xã Thảo ấm lòng lắm đó, dù cái sự việc này có đi đến đâu đi chăng nữa. Yeah. Chắc chắn là như vậy luôn. Có khi nào ảnh trao đổi trực tiếp với Thảo trong suốt quá trình vừa qua không? Về công việc thì luôn trò trực tiếp, về còn luật sư còn mọi người nữa. Nhưng mà nếu mà nói riêng thì ông sẽ hay hỏi là ở trên tòa nóng không, nó không có máy lạnh, vợ có mệt không, vợ có muốn uống nước không, vợ ăn gì chưa, chồng gửi lên cho vợ nha, chồng đi theo vợ lên tòa án nha, kiểu lên theo làm gì, nóng chết luôn ở nhà, đi theo làm cái gì. Kiểu như vậy, anh chồng Thảo sẽ là người lo những cái thứ nó rất là nhẹ nhàng xung quanh, bởi mình biết được rồi là cứ mỗi phút mỗi giây là đang nghĩ về làm sao cho mình cảm thấy thoải mái hơn. Rõ ràng trong cuộc đời này Thảo và bồ câu là hai con người mà ảnh dồn biết bao nhiêu tâm huyết, tinh hoa để chăm sóc yêu thương. Cho nên nó cũng là gánh nặng đó. Gánh nặng trong hạnh phúc. Mình không bao giờ muốn trở thành là duy nhất của ai hết trơn á. Mình không muốn cái đó làm gánh nặng. Thảo hiểu từ rất là nhỏ, Thảo đã hiểu rằng nếu mà bạn trở thành một người duy nhất của ai đó, bạn trở thành một cái niềm hy vọng duy nhất của ai đó, bạn trở thành một cái lẽ sống duy nhất của ai đó, là nó sẽ mệt mỏi khủng khiếp lắm. Là cái trách nhiệm sẽ nặng nề lắm, Thảo sợ cái đó lắm. Mình không có thấy tự hào về chuyện đó đâu. Mình không có thấy tự hào, không có thấy may mắn, không có thấy là muốn làm cái việc đó không. Mình không muốn đặc biệt, mình không muốn là duy nhất của cái gì hết á. Mình là một đứa rất là hèn, mình sợ trách nhiệm như lắm. Nhưng mà mình biết rằng là đối với chồng mình thì mình với bồ câu, Thảo với bồ câu á, là đang làm những gì anh có và những gì làm cho anh hạnh phúc, thì mình phải cố gắng, thì tất nhiên là trách nhiệm rồi đó. Cái gì cũng đi đâu với nhau đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cố được thì cố thôi. Thảo có nghĩ trong cuộc đời này cái mất tiền lại là cái mất ít nhất không? Đúng, hên đấy. Mất tiền, mất tài sản là cái hên nhất trên đời này. Tại vì cái đó là cái dễ nhất, dễ kiếm nhất. Tất cả những thường là không có gì dễ kiếm hết trơn. Khó khăn, tình bạn nè, tình thương nè, quan tâm mối quan hệ nè, sức khỏe nè, tất cả mọi thứ đều rất là khó khăn, chỉ có tiền là dễ nhất thôi. Và Hot nghĩ cái nỗi đau lớn nhất của anh An hay bây giờ nó chuyển hóa thành cái nỗi đau gián tiếp với Thảo, tại vì mình quá thương cái người đó, nên là thành ra cái nỗi đau của người đó nó cũng thể nhập vào chính cái tâm hồn mình luôn á. Nó không phải là câu chuyện ở đây là tiền nữa, mà nó là cái nỗi đau khi mà... Nó không phải là tiền. Bản thân anh An, ở đây là chồng của Thảo, không được hiện diện trong cái quá trình trưởng thành của hai đứa con mà anh rất là yêu thương. Đúng rồi. Thật ra nếu mà nói mọi chuyện, báo chí là hay bảo là điều kiện nhiều tiền rồi bao nhiêu tiền chia sao tiền, nó phải là tiền. Cái vấn đề của chúng tôi chiến đấu đây nó không phải là tiền. Tiền nó không quan trọng đến mức độ đó. Và tiền là thứ nhẹ nhàng nhất đối với mình rồi. Ngày xưa mình mới gặp chồng mình suốt ngày bị chửi mà. Vì chồng chửi là vì đối với em tiền như là rác á hả? Thật sự. Em không cần quá nhiều tiền để sống, Thảo không cần quá nhiều tiền để sống đâu. Nếu mà Hot mà để ý Thảo biết Thảo không có đồ hiệu, không có đam mê những thứ đó. Thảo có và Thảo không có phải là phải có. Thảo không có phải là tôi phải có cái này, tôi phải có cái kia. Vật chất đối với Thảo không quan trọng. Thảo chỉ có những cái mục tiêu về tinh thần thôi. Hoặc là những mục tiêu đạt được về cái sự ham muốn về những cái lợi ích, những cái gì mình có thể cống hiến được thôi. Thảo không có ham muốn về vật chất. Chưa bao giờ có, cho nên là đối với mình tiền nó không quan trọng đâu. Tiền là chuyện nhỏ nhất trên đời, là nhỏ nhất. Cái quan trọng là cái gì? Là cái hạnh phúc, cái hài lòng, cái mãn nguyện, cái tấm nguyện của ông xã mình tới thời điểm hiện tại. Đó là cái quan trọng nhất. Nhưng mà trong những cái cuộc trao đổi của Thảo với ông xã thì có hai có nghĩ đến một cái giải pháp, một cái tương lai khả thi nhất mà có thể diễn ra
trong mối quan hệ của ông xã Thảo với hai đứa con, cái cơ hội mà ba cho con có thể gặp nhau nó như thế nào? Mình có nói chứ, ví dụ như khi mà hai đứa nhỏ nó lớn lên quá 18 tuổi là coi như là tự do. Ở Mỹ 18 tuổi là tự do đúng không? Là không cần phải được nằm dưới cái sự quản thúc của mẹ hay của ai nữa hết á. Thì khi đó hy vọng rằng là hai bé nó sẽ biết đi tìm hiểu, đi tìm. Cho nên nhưng mà vấn đề là hai bé nó không được dạy tiếng Việt. Thật ra thì bên kia họ cũng tính hết rồi. Họ không cho học tiếng Việt luôn. Hai đứa không nói tiếng Việt được, không nghe tiếng Việt được, không viết tiếng Việt, không đọc được thì coi như không. Đó, họ cũng tính toán làm sao để cắt hẳn hoàn toàn triệt để mà. Mình hy vọng, cũng có hy vọng là lá rụng về cội thì trước sau về thì gì cũng có một cái lý do của cơ hội, hoặc là hai bên sẽ tự tìm thấy anh, hay là sau này nói xui xui bên kia họ không thèm, họ vứt ra thì mình lụm về kiểu vậy. Họ bỏ ra thì mình mang về lại, mình lại chăm sóc, mình lại nâng niu, mình lại thương yêu thôi. Mình bù đắp những gì mình chưa làm được, những cái thương yêu mình chưa làm được thì giờ mình bù sau này. Đó thì đó là trong cái tích cực mà mình hay nghĩ đến thôi. Còn tiêu cực thì mình bảo đó, mình nói là anh chuẩn bị tinh thần đi. Là cuộc đời này anh chỉ có con câu không ai nữa hết. Ở hai bên ranh giới, mình sẽ có những cái lý do riêng của mình, mình sẽ có cái nỗi đau riêng của mình, và mình có những cái niềm tin riêng của mình. Và Hoss nghĩ đối phương người ta cũng sẽ là như vậy. Tại vì bản chất con người, người ta chỉ hành động dựa trên cái niềm tin thôi. Giống như những cái điều mà Thảo mới chia sẻ, tất cả những cái hành động đó, những cái lựa chọn đó, nó đòi hỏi một cái động cơ, một sự quyết liệt rất là lớn phía sau. Cá nhân Thảo nghĩ về điều này như thế nào? Mình nghĩ là đối với mình á, thì cái cuộc lộn xộn với cái cuộc chiến với chồng Thảo á, nó đối với mình, phía bên Thảo á, thì nó không phải là vì tiền, mà nó vì là hai đứa nhỏ. Thật ra thì khi mà cái đơn anh mang mà gửi tòa án kiện cũng là kiện tôi yêu cầu tài sản gửi về cho hai con tôi, chứ chưa hề có một câu là tôi yêu cầu trả tài sản cho tôi chứ. Đó. Mà mọi người tất nhiên là thường thường thông tin ra ngoài nó sẽ không có rõ ràng, không chi tiết, thì mọi người sẽ có sự hiểu lầm. Nhưng mà tới tận bây giờ, tới tận giờ phút này thì cái đơn kiện đó nó vẫn là cái câu là tôi yêu cầu cái tài sản đó trả về công ty của hai con gái tôi. Chứ chưa hề có cái câu nào khác. Đó. Còn phía bên lại thì họ lại nói là tôi yêu cầu rằng đây là tài sản của tôi và chồng tôi muốn chia đôi. Rồi tôi sẽ đòi tài sản cho hai gái tôi riêng. Nó khác nhau ạ. Mục đích khác nhau nha. Đó là cho nên chúng tôi không thể nào thỏa thuận được. Ở trong tòa nó có một cái từ gọi là thỏa thuận đôi bên. Thay vì ra tòa hai người gọi thỏa thuận với nhau đi. Nhưng mục đích không giống nào thỏa thuận được đâu. Mục đích mà giống mới thỏa thuận được đúng không? Mục đích không hề giống. Mục đích của bên kia là gì? Đây là tiền của tôi tự làm ra được, tiền tôi phải lấy về. Còn tiền nuôi con tôi đòi sau, tôi lấy kha sau. Tôi sẽ đòi cái kiểu khác. Đó. Khác nhau lắm. Thông qua buổi phỏng vấn này, thêm một lần, một cái cơ hội để tái khẳng định lại tất cả những cái gì gọi là bản chất của sự việc mà hai bên đang đeo đuổi. Tại vì giống như Thảo mới chia sẻ, trên phương tiện truyền thông á, nhiều khi cái việc mà quá nhiều thông tin á, những cái người ta lướt qua, hoặc là người ta vô tình người ta đọc những cái tin tức này thì người ta không hiểu được cái bản chất vấn đề, và người ta đang hiểu sai hoặc hiểu không đủ. Tất cả những cái điều mà Thảo với anh An làm trong cái thời điểm này, mục tiêu duy nhất là để xác lập cái phần tài sản á, là nó sẽ nằm trong cái sự sở hữu của công ty mang tên hai bé. Và tất cả những cái gì mà hai người nỗ lực chỉ cho cái điều đó. Rồi đối phương thì lại không đồng ý cái điều đấy. Mà đối phương lại đặt cái mục tiêu cho mình là cái phần chia đôi tài sản này phải thuộc về tôi. Còn cái việc mà có đưa cho hai con không hay như thế nào thì hạ hồi phân giải. Đúng là tôi đi đòi sao. Có một đơn đòi rồi. Là có một cái phần đòi riêng cho cái phần đó rồi. Thảo cũng có thói quen là mình đặt mình ở hai hướng của vấn đề á. Thảo cũng thử đặt mình là cái bên kia. Nếu là mình thì mình làm sao? Mình cũng bỏ rất là nhiều thời gian mình suy nghĩ. Mình nghĩ là ví dụ nếu là mình thì mình làm sao? Tại vì một vấn đề ra trước mặt Thảo luôn là đứng ở hai phía ha. Thảo suy nghĩ từ nhỏ đến lớn rồi. Thảo nghĩ như thế là công bằng. Đó, bây giờ mình đang ở phía bên này mình nghĩ như thế. Nhưng mà nếu mình là cái người kia thì mình như thế nào? Mình có làm hành động như vậy không? Đó. Và tôi đã dùng bao nhiêu năm nay cuộc đời của tôi, thời gian quý báu cuộc đời tôi suy nghĩ về cái vấn đề đó, mà tôi chưa tìm ra được câu trả lời là tại sao tôi phải làm như thế luôn á. Xong rồi một ngày đẹp trời mình phát hiện ra rằng là tại mình kiếm ra tiền, mình tự làm được, mình thành công, đó. Mình xây dựng được mọi thứ mình đang có trong tay đó. Còn người ta không làm được, cả cuộc đời của họ 18 năm nay chỉ có cái sự nghiệp duy nhất là sự nghiệp cái tài sản này thôi, thì có chết cũng phải theo. Cho nên Thảo nói với chồng Thảo là em nói cho anh biết là tại sao anh thua, là tại vì đối với anh đây chỉ là một cái tài sản cho con anh thôi, còn đối với người ta là mạng sống của người ta đó. Người ta đang chiến đấu bằng mạng sống của họ, nên mình không thắng được đâu. Có cái khoảnh khắc nào mà Thảo và đối phương á, giao tiếp trực tiếp với nhau, có thể là không qua ngôn từ mà bằng ánh mắt, hay là một cái khoảnh khắc gì đó va chạm trực tiếp vào hai người không? Không, mình cố gắng không có nhìn, tại vì mình
mình không có muốn nhìn thấy những cái gì nó không tốt đẹp trong cuộc đời này, mình không muốn nhìn. Nhưng mà mình hiểu rằng là khi mà bạn chiến đấu bằng cả sinh mạng của mình, bạn chiến đấu vì cái sự sống của mình, bạn chiến đấu để giành giật cái sự sống sinh mạng của mình, thì bạn phải chiến đấu tới cùng tới chết thì thôi mà. Còn bên này chúng tôi không chiến đấu bằng mạng sống thật. Quá nhiều thứ để yêu thương, quá nhiều thứ để hạnh phúc, quá nhiều thứ để vui vẻ, mình không thể. Cho nên cuộc chiến là nhìn rõ vô là không có cân bằng. Thôi là tất nhiên. Hai bé chủ động tìm kiếm danh tính của cha mình hay những cái câu chuyện xung quanh cái mối quan hệ của cha mình với mẹ mình á, Hoss nghĩ là cũng rất là nhiều khả năng sẽ xảy ra. Cái nhân sinh quan nó quan trọng lắm đúng không? Cái môi trường sống, cái sự giáo dục được tiếp nhận, gia đình, văn hóa nó rất là quan trọng, nó tạo nên nhân sinh quan của một con người. Cho nên khi ta nói là gọi nhân sinh quan lệch lạc là sao? Là họ tin vào điều sai trái, họ làm sai mọi người họ đúng, đó mới đáng sợ. Và họ tin vào những cái điều mà nó không thật, hoặc là tin vào những cái điều mà tất cả mọi người nhìn vào đều có thể thấy những điều đó là dối trá nhưng mà họ vẫn tin tưởng. Đó là nhân sinh quan quan nó bị lệch, nó bị sai lệch rồi. Cho nên mình chỉ sợ nhất vậy thôi. Còn nếu mà nói trong bùn hay có hoa sen, trong cái môi trường tệ hại nhất có những người tuyệt vời là chắc chắn sẽ có. Cho nên cái đó là cái hy vọng, mình cứ hy vọng, mình cứ nghĩ là cái gì tích cực lên. Chứ bây giờ hai con bé đó nó ở bên đó, nó học ở trường tệ nhất, trường toàn Mỹ Đen, toàn là tội tệ nạn xã hội, toàn là kiểu ở bố mẹ ở tù hay là, thì làm sao sợ không? Có phải là phải nhanh lên cứu nó ra không? Bây giờ mình cũng có con mà, con mình nó học ở trường tuyệt vời ha, đó, nó được chăm sóc tốt, nó được đầy đủ mọi thứ. Cũng một đứa con khác của mình luôn, nó đang ở một cái môi trường thật là khủng khiếp. Mình nằm nghĩ thôi mình cũng thấy sợ nữa. Ôi rồi làm sao? Giống như hồi nãy Thảo nói, Thảo với bồ câu bây giờ là cái tia sáng, là gọi là tất cả những cái gì mà anh An ảnh dồn sức, ảnh chăm sóc, ảnh kỳ vọng trong cái thời điểm này. Thì Thảo nghĩ là cái cách mà Thảo lựa chọn để có thể tự cân bằng cảm xúc cho chính cá nhân Thảo, tại vì Hoss nghĩ người phụ nữ chính là phong thủy của một gia đình đó. Câu nói nó không có sai đâu. Và trong một cái bầu không khí, một cái tình huống, dù mình không muốn đâu, nhưng mà thật sự là mình đang chân trong chân ngoài rồi. Và không phải ngày một, ngày hai, mà nó có thể kéo dài trong suốt cuộc đời của cả hai người. Tại vì nó có liên quan đến hai cái đứa con của anh An. Thì bản thân Thảo sẽ lựa chọn cái cách đối diện như thế nào để mình có thể vừa dấn thân, vừa đồng hành cùng chồng, nhưng mà vẫn giữ được cái sự ôn hòa, an tĩnh trong chính nội tâm của mình. Tại vì nếu mà Thảo đánh mất đi cái điều đấy thì Thảo sẽ đánh mất đi rất là nhiều thứ mà Hoss nghĩ là cực kỳ quan trọng để có thể đồng hành và tiếp sức cho chồng mình. May mắn là mình chưa bao giờ bị cái gì đó ngoài bản thân mình ảnh hưởng tới tâm trạng, hay ảnh hưởng tới tinh thần, hay ảnh hưởng tới về cái niềm tin, hay là cái gọi là cái năng lượng của mình hết á. Mình chưa bao giờ bị cái gì khác ảnh hưởng ngoài bản thân mình, tự ảnh hưởng mình hết. Ví dụ như người ta nói là làm sao để cân bằng, làm sao để không bị ảnh hưởng bởi những cái tác động, bởi những cái tiêu cực, bởi những cái điều đang xảy ra. Tại sao? Tại vì mình không có take serious nó, không có nghĩ nó quan trọng. Họ chưa bao giờ thấy những cái chuyện đó nó quan trọng hết. Ví dụ như mọi người hay dùng gì ghẻ gì vậy chẳng hạn, nổ. Đối với mình cái không có vấn đề xảy ra bao giờ. Mình chỉ bị chính bản thân mình ảnh hưởng nha. Ví dụ như mọi người hỏi đi ra ngoài toàn ngồi như thế, nghe nhiều lời nói như thế, năng lượng tiêu cực như thế, em có bị suy sụp không? Em có bị xuống năng lượng không? Em có bị cũng như là muốn buông lơi, muốn chỉ đi nằm trốn tránh không? Không hề. Em càng nhiều năng lượng hơn nữa, em càng quyết tâm hơn nữa, em càng muốn chiến đấu hơn nữa. Bản thân em mà gục ngã thì chỉ có tự em giết em thôi, chứ không ai giết được em trên đời này hết á. Cho nên là mình sẽ không bị. Còn cái chuyện mà lo lắng là mình sẽ đối xử như thế nào, đối xử như thế kia, làm sao để dung hòa cả hai bên, rồi làm sao để cho mình vui. Mình phải sẽ đối xử bằng tất cả những cái điều mà xã hội này cảm thấy đó là đạo đức, đó là phải làm, đó là trách nhiệm, đó là tất nhiên, đó là nhân sinh tất nhiên, là mình sẽ đối xử công bằng như thế thôi, dễ mà, có gì đâu. Tại vì mình sống mình không ích kỷ, mình không có nhu cầu gì hết, nên nó không quan trọng như vậy cái chuyện đó. Chuyện nó rất là dễ dàng. Trong người Thảo nó có sẵn cái nền tảng, một cái sợi dây thăng bằng rất là tốt, rất là vững vàng. Mà cái đó nó cũng không ngẫu nhiên nó có đâu. Nó là một cái quá trình tri kiến của Thảo, nó được bồi đắp theo cái hành trình sống của Thảo. Rồi nó còn liên quan đến cái việc mà căn khí tự thân á. Có những cái không phải là mình được dạy là mình sẽ có. Rất là nhiều người đi chùa, rất là nhiều người đọc kinh, rất là nhiều người đi theo một cái pháp tu nào đó, nhưng mà trong người họ vẫn ngập đầy những cái đau khổ, hoặc cái sự dễ dàng bị chi phối, bị tác động bởi tất cả mọi thứ xung quanh. Khi mà Thảo đi ra ngoài tòa với những cái áp lực như vậy, chưa tính những cái comment ở trên mạng, nó cũng có một cái sự tác động nhất định đối với mình đó. Nó không quá lớn nhưng mà nó sẽ có. Nó xảy ra nhưng mà cái tâm mình đối diện với cái đó như thế nào, trong những cái phút giây đầu tiên mình có thể bị nó làm chao đảo. Ít nhiều nha, có.
Nhưng mà sau đó với cái sự vững vàng bên trong nội tâm của mình sẽ có cái sự điều tiết cân bằng và lấy lại cái sự điềm tĩnh rất là nhanh. Mình sẽ có một cái gọi là chuyển hóa, mình sẽ dùng cái năng lượng tức tối, mình dùng cái năng lượng mình chuyển thành năng lượng chiến đấu. Mình dùng rất là nhiều thời gian để suy nghĩ là tại sao mọi thứ lại như thế, tại sao cái người kia lại như vậy, mà tại sao mình lại như thế này, tại sao và tại sao, để mình giải quyết được tất cả những thứ trong tương lai hoặc là quá khứ đã xảy ra, mình cũng tính luôn, đúng không? Mình là người suy nghĩ rất là nhiều và mình nghĩ nhanh nữa, và mình cũng rảnh đi nghĩ, mình cũng thích đi nghĩ, mình thích để móc môi nó ra nữa, cho nên là mình là người quá nghĩ quá nhiều thì tất nhiên là mình sẽ khó có người nào mà họ có thể bắt được cái nhịp của mình lắm. Khi mình nói một câu hay là phải 80 câu chứ mình tính hết rồi, mình khi người ta chưa có tính, người ta mới nghe câu đầu tiên của mình thôi, là người ta tìm cách trả lời câu đó thôi đó. Thì tất nhiên là người ta hay gọi là những cái người thích một mình, thích ngồi mình tự suy nghĩ, tự làm chuyện của mình thôi, không có nhu cầu chia sẻ gì. Thảo không phải là một người có nhu cầu chia sẻ, đó là lý do Thảo nói là Thảo chỉ chọn chia sẻ những gì vui vẻ thôi, hạnh phúc thôi. Thảo không chọn chia sẻ những cái gì mà nó đau khổ, nó buồn bã hay nó, tôi không cần lời khuyên, tôi tự giải quyết tự giải quyết được kiểu nếu vậy. Mà Thảo mà có chia sẻ một cái điều gì đấy là tại vì muốn chia sẻ cho vui thôi, nhưng mà cái câu trả lời là Thảo đã biết là mình nên làm cái gì rồi. Nên ông xã cũng như khi giận nói anh, hỏi em hỏi anh làm cái gì, em biết em muốn gì rồi mà anh có nói em đâu có nghe, em hỏi cho lịch sự. Với Thảo á, thì cái phẩm chất nào ở anh An khiến cho Thảo nể trọng nhất? Thật ra thì hai vợ chồng mình gặp nhau cũng khoảng 6 tháng là quyết định đi đến đám hỏi, kết hôn rồi cưới sinh con. Thật trong thời gian ở chung nhà với nhau đó bắt đầu mới tìm hiểu thật sự sâu, thì mình nghĩ rằng là càng ngày mà mình càng đặt quyết tâm rằng là mình sẽ phải tin tưởng cái người này tuyệt đối, mình chắc chắn sẽ yêu cái người này tuyệt đối và mình chọn đúng người rồi. Là vì sao? Vì ông rất là thật thà trong tất cả mọi việc, kể cả cái việc mà khi ở kinh doanh, thà bước ra kinh doanh đó, tại ngày xưa giờ làm nghệ thuật nó kinh doanh đâu, cái tinh thần của người làm nghệ thuật nó vẫn còn đầy trong người, không thể kinh doanh được. Nhưng mà cái câu dạy duy nhất ảnh luôn luôn dạy Thảo là không có cái gì thành công bằng cái sự thật thà hết trơn á. Em phải thật thà, em thật thà với chính cái bản thân em trước. Em thật thà với bản thân em trước là em làm cái điều đó có đúng hay sai không, đúng hay là sai, em làm cái điều đó có được chứ không, rồi em mới thật thà với người khác. Em thật thà với bản thân em trước sẽ em chọn lọc lại thì em mới thật thà với khách hàng của em được, em mới thật thà với những đối tác của em được. Thì cái thật thà đó có thể nó sẽ không cho em được một cái khoản lợi nhuận to đùng trước mắt em, nhưng cái thật thà đó nó sẽ cho người ta nhớ về em bằng một cái tinh thần là ồ, con bé thật thà lắm, nó thật lắm, phải đặt niềm tin vào nó. Thì tương lai của nay sau này của em á, em sẽ dễ dàng, em sẽ có được cái niềm tin. Trên đời này không có gì khó xây dựng bằng niềm tin hết, và không có gì nó đáng giá mà nó đắt giá bằng niềm tin hết. Cho nên là phải có cái niềm tin của người khác đã, rồi bắt đầu mới làm cái gì khác thì làm được. Cho nên ổng dạy, ảnh dạy Thảo cái đó từ hồi bắt đầu bước chân lúi chân ra ngoài đi làm kinh doanh tới tận bây giờ luôn như thế. Đôi khi có những cái chuyện xảy ra, cái mình về mình kể là như thế này, như thế kia, như người ta như thế nọ, các kiểu. Thì cuối cùng anh mới nói một câu là không sao đâu, em cứ hả thật nhất, làm đúng nhất là được rồi. Đó là việc của em, còn cái việc của họ, em đừng có ngồi đây em bàn. Em đánh giá, không đánh giá. Không đánh giá, không nhận xét. Không đi lan truyền. Kiểu vậy. Những cái điều mà anh An chia sẻ với Thảo thì tự bản thân cá nhân Hoss cảm thấy nó rất là tuyệt vời. Và cái câu chuyện ồn ào của anh An với quá khứ nó cũng bắt nguồn từ cái sự chân thành đó. Tại vì những cái cặp mâu thuẫn trên đời này, nếu mà Thảo để ý, nó luôn song hành với nhau. Tình yêu và cái lòng tin nó sẽ đi kèm với sự phản bội. Vì sao? Giống như sinh đi kèm với tử vậy đó. Đó là những cái cặp mâu thuẫn hai bề phải trái của một tấm huy chương. Tại vì Thảo không yêu một cái người đủ nhiều á, thì làm sao người ta phản bội Thảo được? Khi mình yêu một người là mình cho người đó cơ hội, là mình đau, mình trao cho người ta lòng tin thì người ta mới có cơ hội để phản bội lòng tin của mình. Có hai cái trường hợp nó có thể xảy ra, là mình không tin ai nữa và mình sẽ trở nên hoài nghi với cả thế giới này. Nhưng mà ở Nang á, dù bất kỳ điều gì xảy ra, anh vẫn nhất quán trước sau như một, luôn lựa chọn cái sự chân thành và trao gửi cái niềm tin của mình đối với những người anh gặp. Một cái cuộc đời á, có ý nghĩa nhất, nó tràn đầy cái sự toàn vẹn nhất, không phải là không xảy ra bi kịch. Nó phải xảy ra những cái khúc quanh, những cái điều bất như ý, thậm chí là nghịch cảnh. Tại vì thông qua những cái nghịch cảnh đó mà mình vẫn giữ được cho mình một cái tinh thần, một cái thái độ sống nó tích cực, nó trong sáng, nó chân thành, thì cái đấy mới là cái điều đáng quý nhất. Khi mình cũng ngạc nhiên đó, mình cũng ngạc nhiên về anh An, anh xã mình đó, là anh vẫn còn đầy niềm tin vào cuộc đời quá ha. Anh vẫn còn mình rất là ngạc nhiên. Nhưng mà giống như mình thôi, mình kim chỉ nam cuộc đời mình là như thế này, thì anh cũng có mục tiêu cuộc đời, anh mục tiêu cuộc đời là phải sống như thế, là anh phải như thế thôi. Nhưng mà giữa hai vợ chồng Thảo có một cái sự cân bằng dành cho nhau rất là hiếm có. Có nghĩa ở anh An á, là
cái việc luôn luôn trở thành là người tốt. Nhưng mà Thảo, khi mà Thảo xuất hiện trong cuộc đời của ảnh á, lại là mang đến cho ảnh thêm một cái mệnh đề nữa, để cái khiến cái kim chỉ nam sống nó trở nên hoàn thiện hơn nữa. Làm người tốt nhưng mà đừng trở thành nạn nhân của kẻ xấu. Thì đó là một cái sự mâu thuẫn nhẹ trong tính cách hai vợ chồng. Nhiều khi mình sẽ chọn không tốt mình chọn không là người tốt nữa, bực rồi kiểu vậy. Nhưng mà anh thì lại luôn luôn tốt, ok, calm down, không bao giờ nóng giận, không bao giờ bị over, không gì hết. Cho nên là khi mà mình nóng giận lên, cái mình nhìn thấy ông cái mình sống gỗ ngắt vậy ta, cái mình đi xuống kiểu nó sẽ ngược nhau là tốt mà, giúp cân bằng lại. Họ tin rằng qua cái buổi nói chuyện này, cái sự thấu cảm của mọi người và cái sự hiểu trước cái động cơ và cái lựa chọn của bản thân Thảo cũng như ông xã của Thảo trong cái việc dấn thân vào câu chuyện này nó sẽ trở nên rõ ràng hơn. Và cái mục đích của tất cả những cái nỗ lực mà hai vợ chồng đang cố gắng trong cái hành trình này á, nó cũng giúp cho mọi người hiểu được cái bản chất của vấn đề là nó nằm ở đâu. Và chúc cho Thảo và gia đình nhỏ của mình á, thời gian không cần biết là bao lâu, nhưng mà luôn giữ được cái sự gắn kết, cái sự yêu thương và thấu hiểu như cái khoảnh khắc này ngày hôm nay khi mà Thảo ngồi trước mặt host. Xin cảm ơn host rất là nhiều, cảm ơn chương trình rất là nhiều. Tính ra là hôm nay là mình lần đầu tiên mình nói sâu như thế về mọi thứ. Cũng là cơ hội để mình nói. Thật sự thì những cái người mà không có muốn chia sẻ sẽ là người rất là khó nói chuyện. Giống như khi Thảo có vấn đề, làm ai mà không stress đúng không, thì Thảo sẽ không có nói, Thảo sẽ chọn cách viết ra. Thì ngay từ nhỏ mình đã không nói được rồi. Một khi mình tức quá mình sẽ không nói được, hay là mình sẽ không muốn nói mà mình sẽ viết ra giấy. Mình viết ra giấy mọi thứ xong mình đọc 100 lần lại. Mình đọc lại 100 lần xong rồi mình sẽ sửa từng câu từng chữ lại, nếu mình sửa khi đó hoàn hảo và thuộc lòng thì mình đốt bỏ. Đó là cách mình giải quyết vấn đề của mình để mình không bị stress từ nhỏ đến lớn. Hoặc là khi mà mình có vấn đề với chồng đúng không, mình sẽ email, mình không nói chuyện, không cãi lộn. Mình viết xong mình đọc lại 100 lần, mình sửa cho nó perfect, không một cái dấu phẩy lỗi mà mới gửi. Kiểu như vậy. Chúc cho Thảo tất cả mọi cái điều tốt đẹp nhất trong đời, và trên hết là cái sự vững vàng, đeo đuổi và giữ vững tất cả những cái giá trị sống mà Thảo đã từng tin trong suốt ba mấy năm qua. Xin cảm ơn chương trình nha, mình hy vọng là mình cũng tin đúng. Một ngày đẹp trời mình tỉnh ra, mình không biết mình có sai không, nhưng mà hiện giờ mình rất là happy, là nghĩ là mình đúng. Cảm ơn Thảo, xin chào bạn.